Rồi hai phố xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của phố nha. Bữa nay buổi chiều mát mẻ. Phố có dọn cái con quay vừa xong các bạn. Phong cách đơn giản. Cái này mình đi cho nó cam xăng 110 bình bông. Rồi đấy quay rồi chi tiết con xe để gửi đến mọi người xem giải trí nha. Xe này thì mình cũng dọn đơn giản thôi nha mọi người. Áo thì mình chỉ sơn màu bạc. Rồi mấy cái bát thắng nè, với cốp má thắng nè, mình xi lại cho sáng nha. Với mấy cục canh, rồi cốp đùm luôn. Câm thì mình đi câm bi, dành nhôm, phong cách đơn giản thôi. Dành thì mình đi dành 1.4. Vỏ 60-80. Rồi đi vô đây. Còn nội công thì mình đi cho nó 110 bài bền. Mình đi bình bông mai, đi cho nó nhẹ xe nha mọi người. Với mình ốc này mình xi, mình xi luôn. Mình xi cho nó sáng với xe lại. Nhìn rất là sáng nha mọi người. Với mình kết hợp cho hai con là Salaja. Các chân thì mình đi các chân 204. Các chân này các chân zin nha mọi người. Các chân này các chân xịn nha. Ốc thì mình xi luôn, ốc zin. Ốc zin mà mình xi lại cho nó sáng cả mấy mắt sau luôn. Nhìn hấp dẫn nha mọi người. Phuộc này thì tại vì trong chiếc xe nó có phuộc sẵn rồi, rồi mình sẵn mình lấy phuộc này mình xài luôn. GCB. Phuộc này nhúng rất là im nha mọi người. Ở sau cũng vậy, ở sau thì dành mình đi 1.4. Cam bi. Ở sau thì 70-90. Rồi ok. Cản thì mình đây, quay ra đây. Cản thì mình đi cái cản chất ít, nhìn cho nó đẹp nha mọi người. Yên thì mình gọt mỏng lại. Này. Mấy cái bát này mình xi luôn nha. Mấy cái bát thắng rồi bát tăng đưa dây sơn, cốt mình xi là hết. Xe này mình dọn đơn giản nhẹ nhàng thôi để dành đi chợ nha mọi người. Đi chợ đi làm đồ tới lui. Mình này mình đi con ốc Salaja luôn. Bô thì mình đi cái bô ghim. Bô mình đi cái bô ghim. Bô này mình chế lên quay. Nhìn rất là gọn nha mọi người. Còn bình xăng thì bình xăng bông mai, bình xăng xịn nha. Bình xăng Nhật nha bà con. Mình kết hợp cho cái co. Nhìn nó rất là gọn. Nó không có cầu kỳ, nó gọn nha. Nó rất là đẹp nha. Nhìn nó không có hầm hố nha mọi người. Rồi ở trước thì cũng vậy. Phuộc thì mình hạ phuộc lại, mình cắt đi, mình hạ phuộc lại cho nó gọn lại. Đó mọi người xem nó rất là gọn nha. Xe mình cắt cái phuộc lại cho nó cắt, cho nó ngắn lại, cho nó hợp với cái hợp với chiếc xe. Tại vì mình xuống bánh nhỏ, mình xuống bánh nhỏ nó sẽ hở cái khúc này ra. Mình cắt phuộc lại. Rồi ở lần trước thì mình làm cho nó bụi bụi chút xíu, mình cắt cái chữ A này bỏ luôn. Dây điện thì mình gọn lên trên hết, mình đưa lên trên hết cho nghe mọi người. Còn cái kiến này thì có 102 nha. Cũng không phải là có 102 gì mà kiến này tại vì mình làm rồi mình sẽ sẵn mình nói luôn. Cái kiến ghim á mình cắt ngắn lại. Rồi mình đem đi xi. Vậy nó có cái cây cái cốt này là cái cốt xi. Rồi bao tay thì mình đi bao tay quay ớt gù xi, nhìn cho nó liền chiếc xe. Mọi người xem kênh của mình đừng quên đăng ký kênh theo dõi mình nha. Mình sẽ thường xuyên làm clip về xe để up lên để gửi đến mọi người xem giải trí nha.
Tại vì bên mình thì làm xe, thì có xe nào mình sẽ up lên xe đó để cho mọi người xem tham khảo nha. Xe này thì mình dọn một cách đơn giản thôi, để mình đi tới lui, đi làm đồ. Chiếc này là chiếc Trung Quốc nha mọi người. Cái ngốc này mình xi luôn nha. Chiếc xe này là chiếc xe Trung Quốc. Rồi mình mua nó cũng rẻ rồi, sẵn mình dọn lên mình chạy luôn. Xe này mua xác xe với làm xe, làm máy lại với đồ vô lặt vặt này kia, gắt chân, bô. Phục trước mình cũng đi phục trước xịn, rồi mình hạ ti lại. Bông mai thì mình đi bông mai xịn luôn nha. Rồi mình đi vô một mớ đồ. Rồi máy móc thì ok nha mọi người. Máy là nổ là thì thầm nha. Máy nổ thì thầm nha mọi người. Không một tiếng kêu tiếng hú nha. Bô thì mình sắp ấm, nổ rất là ấm. Còn xăng cọ thì mình canh ngọt ngào nha. Xe đi rất là lạ. Mình địa chỉ của mình là ở quốc lộ 91, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Số điện thoại của mình là 0986 787 509. Có mọi người bà con có ai muốn tư vấn tiếp thu hay tìm hiểu nhiều về xe, hay muốn tư vấn về xe, làm xe thì mọi người gọi trực tiếp mình nha. Mình sẽ tư vấn mọi người, mình biết cái gì thì mình sẽ tư vấn mọi người cái đó. Còn có nhiều bà con bình luận trên kênh của mình á mà mình không có trả lời được á, cũng mong mọi người thông cảm nha. Tại vì nhiều người bình luận rồi mình không có thời gian á, chứ không phải là mình khi dễ hay là mình không có trả lời mọi người, tại quá kẹt rồi, mình làm xe lu bu á, mình không có thời gian trả lời mọi người được. Mọi người có gì thì cứ gọi trực tiếp mình. Xe dọn đơn giản rất là đẹp nha mọi người. Này mình đi cho nó cái màu bạc nhám nha. Rồi thôi clip mình, video mình xin làm tới đây nha, kết thúc nha mọi người. Mấy cái này mình xi luôn nha. Thường xe mình dọn là mấy cái này mình xi hết. Mình thì không có gành gì review xe nha mọi người. Thì có làm sao quay vậy thì up lên mọi người xem giải trí, xem vui nha. Rồi có anh em nào muốn dọn xe tư vấn gì thì cứ gọi hẳn trực tiếp mình nha mọi người. Rồi thôi xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của phố nha. Rồi máy bay mọi người nha.